Việt Nam, những góc nhìn. Top comment, người nước ngoài nói gì về Việt Nam, phần 4. Có một điều khá tò mò là các bạn đi học ở nơi có nhiều F3, F4 của chế độ cũ thì có gặp khó khăn gì với cộng đồng người Việt bên đó không? Mày tới từ Bắc Việt Nam hay Nam Việt Nam? Trong khi người hỏi đã từng qua Việt Nam hồi năm 1995. Ý họ hỏi vì họ nghĩ Việt Nam còn chia cắt hai miền. Đợt gần tốt nghiệp trường còn đính cờ ba sọc kế bên ảnh và tên của mình luôn, thế là mình phải gửi email thẳng lên hiệu trưởng để nhờ sửa lại. Mình thấy chỉ có F1, F2 mới kiểu hay kêu gào chống cộng, chứ F3 là tụi nó chỉ biết Azure theo do được dạy từ nhỏ thôi. Tầm F4 là tụi nó tẩy trắng vãi cả lúa rồi. Nó chả biết gì về Việt Nam nữa đâu. Cũng đúng, có khi F3 còn chả biết tiếng Việt. Cũng tùy gia đình, có nhà thì bố mẹ không dạy con tiếng Việt, không cho con đi học tiếng Việt, nên nó chỉ nói tiếng Anh thôi. Bọn F3 toàn thế. Thường chỉ những người đi vượt biên ngày xưa, hoặc từng trong quân đội miền Nam thì mới vậy thôi. Mấy đứa sinh ra, lớn lên ở nước ngoài chẳng quan tâm. Tiếng Việt cũng không rành thì ABC gì. Nhưng cũng có một số ít nghe cha mẹ tả Việt Nam năm 75 nên nghĩ Việt Nam bây giờ cũng y vậy. Với những người như vậy mình đơn giản bảo là nếu cậu chưa từng đến Việt Nam thì cậu không biết Việt Nam là gì cả, nên đừng nghĩ mình biết. À hồi xưa gì mình còn ngạc nhiên là mình tắm bằng vòi sen. Và sốc hơn nữa là ở Việt Nam được học tiếng Anh. Nghe bọn F2, F3 bảo là do ngày xưa qua đây nói tiếng Anh có ngữ điệu Việt, lơ lớ nên bị phân biệt, nên là không dạy con tiếng Việt luôn. Tội lũ con bị đồng hóa mất gốc vãi cả lúa. Tôi sang Mỹ học, có lần còn gặp một bà đa cấp người Mỹ gốc Việt. Bà ấy còn nói kiểu, bố mẹ bà ấy bảo ở Việt Nam giờ đang nghèo lắm, khổ lắm, kiểu làm nông ý. Xong nhìn tôi, ánh mắt thương cảm như đang tìm kiếm một sự công nhận ở tôi. Buồn cười vãi trưởng. Anh họ tôi sống bên Mỹ từ nhỏ, và ông ấy hỏi tôi người Việt Nam làm đồ ăn dơ, với vi khuẩn bên đây nhiều lắm đúng không? Hít vào cũng dính vi khuẩn hả? Cười vãi lúa với ổng. Nói gì tôi sống ở Mỹ từ bé? Nhỏ hàng xóm nhà tôi nó qua Mỹ có 2 năm, rồi nó về chê hết nguyên cái Việt Nam bẩn, đồ ăn vi khuẩn. Trong khi má nó hồi ở Việt Nam bán bánh tráng trộn. Mình đây, du học Mỹ. Dân Mỹ thì đa phần biết đến Việt Nam về chiến tranh. Kiểu bài hát, bông rua Việt Nam ấy. Không thấy nói kiểu dìm hàng. Trong bụng ra sao thì không biết, bởi vì Mỹ thường có kiểu phát ngôn lịch sự. Trung Quốc thì kiểu không quan tâm mà cũng không biết Việt Nam nhiều. Trung Quốc mình gặp không kỳ thị, dìm hàng Việt Nam. Dân Hàn trẻ, lớn lên ở Mỹ mình gặp vài người khoái thành phố Hồ Chí Minh và ném đá Hàn Quốc khá dữ. Và đặc biệt nhất là mình gặp người Việt nói tiếng Việt, một bạn trẻ hỏi mình rằng, nghe nói Việt Nam trộm cướp nhiều lắm phải không? Cơ mà mình cũng không bực vì bạn đó khá trẻ, có thể lớn lên bên Mỹ, nghe gia đình nói vậy. Người Việt trung niên bên Mỹ thì mình không còn lời gì để nói, cạn lời. À thì, bà bác Việt Kiều của bạn tôi đã bật khóc vì con trai bác về Việt Nam, được cậu chở đi mua cái đèn dầu. Tưởng đâu quê hương không có điện xài á, mà thực ra là mua về để bàn thờ. Chuyện cũng hơn chục năm trước rồi. Hồi đó nhà bạn tôi chưa lắp mạng, bố nó phải gọi điện quốc tế cho chị yêu để nói rõ đầu đuôi. Còn tôi thì có lần, lâu lâu rồi, nói chuyện với đứa Trung Quốc. Nó hỏi, mày qua Việt Nam sống hả? Tôi mới nói, không, tao người Việt. Rồi nó bảo, à, vậy mày giỏi tiếng Trung nhỉ? Thực ra trình độ tiếng Trung của tôi giống kiểu người Việt ở nước ngoài. Không trơn tru như người bản xứ nên chắc con nhỏ nghĩ tôi là Hoa Kiều. Xong tôi cũng bốc phét với nó là, ôi mày ơi, dân Việt Nam bọn tao học phổ thông là thành thạo ngoại ngữ thứ nhất, hết đại học nói được ngoại ngữ thứ hai. Cái này thích tiếng nào học tiếng đó thôi, tiếng Trung là ngoại ngữ thứ hai của tao á. Vậy mà nó cũng tin. Mấy hôm trước đi làm thêm chỗ mấy ông già người Đài Loan, họ cứ nhắc về bác Hồ với bác Giáp liên tục ấy. Hai thầy trò họ đã trở thành huyền thoại rồi. Có video nào của NAS cũng nói về các quốc gia bị hiểu lầm và Việt Nam là một ví dụ. Ông ấy nói bên Mỹ sách báo về Việt Nam toàn về chiến tranh, cho đến khi sang Việt Nam, ông ấy bị bất ngờ khi không chỉ thấy Việt Nam yên bình mà còn rất tươi đẹp. Để kể mấy bạn nghe, tôi đi du học mà giờ nói chuyện với đám bạn bản địa, tụi nó còn bảo, tao ngạc nhiên vì chúng mày phát triển thế đấy. Tao cứ nghĩ Việt Nam vẫn còn lạc hậu lắm, từ sau Việt Nam vua cơ. Nên là so với thời gian thì nước chúng ta đã cực kỳ phát triển rồi nhé. Sướng nhất là Noel được đăng ảnh đi nghe nhạc, xong được,
bị các bạn quốc tế hỏi, không sợ Covid à? Hồi mình mới sang Thụy Sĩ, lúc ngồi ăn, làm quen với các bạn đồng nghiệp cũng từ nhiều nước thì có nói tới ngôn ngữ, vì ở Thụy Sĩ có tới 4 ngôn ngữ thông dụng là Đức, Pháp, Ý và Romance. Mình bảo mình nói được tiếng Việt, tiếng Anh và một ít tiếng Pháp. Trong khi mấy bạn khác có ý khen thì một bạn Trung Quốc ngồi gần đó nói, dĩ nhiên rồi, vì Việt Nam từng là thuộc địa của Pháp mà. Mình bị bất ngờ và tức, chưa kịp nói gì thì một cậu bạn người Brazil lên tiếng, thế mày chắc biết nói tiếng Nhật đúng không? Trung Quốc từng bị Nhật xâm chiếm và rất căm thù Nhật. Ôi, hả hê ghê. Lúc mình ở Nhật từng được hỏi Việt Nam nói tiếng gì, mình trả lời là tiếng Việt thì mấy đứa bạn Nhật bất ngờ lắm. Thêm nữa là có khá nhiều người tưởng mình biết tiếng Pháp và nghĩ người Việt Nam dùng tiếng Pháp như ngôn ngữ chính. Mình đang làm việc tại Nhật Bản. Có thằng Nhật làm cùng mua cho mình một chai Fanta nước cam. Mình bảo, ở Việt Nam trẻ con nó còn không uống Fanta đâu. Thì hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, ở Việt Nam cũng có Fanta á? Xong nó còn hỏi có điện không cơ. Ở Việt Nam mày có hamburger không? Một người bạn hỏi tôi một cách ngây ngô. Sao phải cần hamburger khi nước tao đã có bánh mì? Chùi ui, bên Hàn có bác taxi hỏi, ở Việt Nam có xe đẹp như xe tao không? Mời bác sang Hà Nội ngắm siêu xe ngay lập tức. Nói vụ này, tôi nhớ con em tôi bên Trung Quốc kể, mấy bà hàng xóm hỏi em tôi, Việt Nam mày có giày cao gót không? Ủa, hỏi mà em tôi nó kiểu, bà muốn cao bao nhiêu cũng đủ chọi vô mặt bà đó. Mà hỏi kiểu móc mỉa nha. Trả lời đơn giản bạn có não không? Hồi xưa mình còn dạy thằng bạn người Trung Quốc, xin chào là Hoàng Sa, Trường Sa, là của Việt Nam, xong nó nói, sao tiếng tụi mày dài dòng vậy? Bây giờ tin tức báo đài cũng cập nhật lắm. Không đến mức như thớt nói đâu. Nhất là từ khi dịch Covid. Mình ở Úc, khi nói là người Việt Nam, ai cũng trầm trồ, ô, nước mày chống dịch quá xuất sắc, quá ấn tượng. Hồi học lớp 11 có nói chuyện với một anh người Pháp. Xong anh ấy có miêu tả là, theo như anh ấy được biết thì Việt Nam rất nghèo và bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Và anh ấy nghĩ rằng chúng ta vẫn đang phải sống trong những khó khăn thiệt hại đó, như thời điểm sau năm 1945, chứ không hề nghĩ nó đã thay đổi nhiều như thế này. Nói chung cũng từ suy nghĩ nông cạn và bảo thủ từ thế hệ ngày xưa, từ thời Việt Nam đang chiến tranh đẫm máu ác lửa, báo chí lá cải và sách báo mà họ tiếp nhận sặc mùi cay cú, và rồi các thế hệ sau này được nhồi nhét những tư tưởng như vậy. Muốn thay đổi nhận thức thì hãy mở mang tầm mắt mà đi tìm hiểu. Hồi bên Nhật. Uầy Đức ơi, người Việt Nam chúng mày ăn cơm bằng gì thế? Bọn tao ăn bằng chân. Tầm gần 12 giờ đêm đang đợi tàu, có một thằng, trông khá giống người Trung Đông, đến tính lấy xe đạp của mình, xe mình mua cách đây 2 năm. Bảo mình lấy trộm xe đạp của nó. Nó có giấy tờ đàng hoàng, bảo báo công an. Mình ok, bố mày lại sợ quá cơ. Thấy không hù được, nó hỏi lảng sang chuyện khác. Hỏi mày tên gì, đến từ đâu? Vừa nghe câu đến từ Việt Nam, nó quấy ngoặt 180 độ luôn. Gì? Mày từ Việt Nam à? Tao yêu nước mày, Mỹ khốn kiếp, Việt Nam là nhất, xe này chắc chắn của mày rồi. Hôm nào rảnh qua nhà tao chơi. Mình kiểu cái mẹ gì thế? Lúc lên tàu mới biết thằng này đi theo băng, có mấy đứa đợi sẵn trên tàu rồi. Nó đuổi thằng bạn nó ra chỗ khác ngồi, kêu mình ngồi xuống kể cho nó Việt Nam như thế nào. Hơi phân biệt tí, nhưng xin hỏi có phải bạn đó đến từ Algeria không? Vì tôi sống ở Pháp, có mấy bạn Algeria hâm mộ Việt Nam lắm á. Vì cùng là thuộc địa của Pháp hồi xưa và bọn nó độc lập sau mình. Bọn nó kể là, bọn tao được học lịch sử về nước mày nữa. Trời ơi, bọn nó sùng bái Việt Nam lắm luôn đó, khoe biết cả Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Xong rồi nói dân tộc bọn mày rất anh hùng, bọn tao rất ngưỡng mộ, tao muốn đến tham quan nước mày, các kiểu. Lúc nghe bạn ấy nói chuyện mà tôi cảm thấy tinh thần yêu nước rúng động người người. Anh người yêu Đức lượng của tôi về Việt Nam thấy một dọc toàn biệt thự, anh bảo giờ đứa nào bảo Việt Nam nghèo, anh tế bố nó lên. Anh lên YouTube toàn thấy clip tụi Tây sủa về gái Việt dễ dãi lắm. Anh bảo, gì chứ cái đó anh méo tin đâu. Nhưng anh dám chắc một điều, trình đánh ghen của gái Việt không hề thua kém tụi nhọ. Tức á. Làm việc với dân nước ngoài nhiều, mở mang đầu óc hơn. Đi ăn, đi nhậu với người Việt, ông ấy thích lắm. Và cũng chưa bao giờ tôi thấy mở mồm ra chê người Việt Nam một lần nào. Ông ấy nể từ hồi chiến tranh Việt Nam,
đến giờ là VinFast. Tính sau này già về hưu dành tiền mua nhà về Việt Nam ở nhậu cho sướng. Mình ở nước ngoài. Khi người ta hỏi mình đến từ đâu, mình bảo rằng tao đến từ một đất nước xinh đẹp tên là Việt Nam. Mày nên đến nước tao một lần và chắc chắn mày sẽ yêu nó như hàng ngàn người khác từng đến. Việt Nam, những góc nhìn.